Cô vào trong mau đi. Cảm ơn anh, Jeff à. Anh. Hiểu Nhuận à, Hiểu Nhuận, Hiểu Nhuận, Hiểu Nhuận à, mẹ tới đây, Hiểu Nhuận, Hiểu Nhuận à, Hiểu Nhuận, mẹ đây, Hiểu Nhuận à, mẹ, Hiểu Nhuận, mẹ, đúng rồi, mẹ tới rồi đây, con gái à. Hiểu Nhuận à, Hiểu Nhuận, Hiểu Nhuận, Hiểu Nhuận à, Hiểu Nhuận, Hiểu Nhuận à, tỉnh lại đi con, Hiểu Nhuận, tỉnh lại đi, Hiểu Nhuận à, Hiểu Nhuận à, tỉnh lại đi mà, Hiểu Nhuận à, làm sao đây, làm sao đây, Hiểu, Hiểu Nhuận, Hiểu Nhuận. Hiểu Nhuận, làm sao đây? Hiểu Nhuận của mẹ, không được mà. Hiểu Nhuận à, chuyện đó là sự thật sao? Thật sự là đã chết rồi sao? Tôi biết rồi. Dạ. Sao vậy? Ai chết? Đứa trẻ đó đã chết rồi. Đứa trẻ nào? Là ai? Lẽ nào con gái của Hàn Chính Nhậm đã chết rồi sao? Thật sao? Chuyện này là sao? Tình trạng nguy hiểm như vậy hả? Con cũng không biết nữa. Con chỉ nghĩ là không tốt một chút thôi. Tưởng là nếu đổi bệnh viện khác thì tình trạng sẽ nhanh chóng tốt hơn. Bây giờ phải làm sao đây? Nếu như Mẫn Châu mà biết được. Tuyệt đối không được đâu. Nhất định không được cho Mẫn Châu biết. Nếu biết đứa trẻ đó chết, nhất định Mẫn Châu sẽ rất sốc. Mẹ không được nói gì với Mẫn Châu hết. Mẹ hiểu chưa? Đương nhiên là mẹ không nói rồi. Nhưng trời đất ơi, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Anh, em nói với người phụ nữ đó, như vậy đã là trọn tình trọn nghĩa rồi. Em hãy dừng lại đi. Anh tránh ra. Hiền Vũ, đừng có ngăn cản em nữa. Em phải đến cho Chính Nhậm. Đứa trẻ đó chết rồi. Anh nói gì? Con gái của Hàn Chính Nhậm đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Vậy cho nên, đừng như vậy nữa. Chấm dứt ở đây đi. Chuyện em có thể làm cho người phụ nữ đó cũng chỉ có thể là như vậy thôi.
chuyện anh có thể chấp nhận gì người phụ nữ đó. Cũng chỉ đến đây thôi. Cô Hàn Chính Nhậm bây giờ sao rồi? Cô ấy giữ đây rất đau khổ vì cú sốc ạ. Chắc phải vậy rồi. Mặc dù cô không phải người tiếng tăm gì, nhưng nếu như rời khỏi thế gian ở tuổi đó, tâm trạng của người làm cha làm mẹ tiễn con cái đi chắc là đau khổ lắm. Tang lễ tổ chức thế nào rồi? Sẽ không tổ chức ở nhà tang lễ, mà trực tiếp đưa đến phần mộ luôn. Chủ tịch à, phu nhân lại đang tìm cô Chính Nhậm, giờ phải làm sao đây ạ? Để tôi đi xem sao. Mẹ, sao cô gái xinh đẹp không tới vậy? Đã nói sẽ tới rồi mà. Chuyện đó phải cần thêm một thời gian nữa mẹ. Cái gì? Cô gái xinh đẹp, có chuyện gì hay sao? Con gái của cô ta đã lên thiên đường rồi. Lên thiên đường? Dạ. Mẹ thấy đau lòng lắm sao? Nếu như ở bên cạnh thì mẹ sẽ nắm lấy tay cô ấy và sẽ ôm lấy cô ấy nữa. Bây giờ con vẫn còn nhỏ, không thể cho mẹ sự giúp đỡ quá lớn chân bà. Mẹ, chỉ cần có Hiểu Nhuận là được rồi. Mẹ à, con sẽ lớn thật nhanh. Con gái của mẹ sẽ trở thành người con gái mà mẹ có thể nương tựa được. À, ngon không con? Dạ, cái này thế nào hả? Rất đẹp. À, thoải mái quá. Vậy nên mẹ hãy cố lên. Mẹ à, mẹ còn có con mà. Con gái Hiểu Nhuận rất rất yêu mẹ. Mẹ tới rồi. Con gái tôi phải làm sao đây? Mẹ phải làm sao đây? Con gái à, con gái, mẹ phải làm sao đây? Con à. Sao hả? Hình nhìn không tệ đúng không? Đương nhiên là rất đẹp rồi, là con gái của ai chứ?
Trời ơi, sao lại nhìn xinh đẹp như vậy chứ? Tất cả đều rất đẹp. Không biết nên chọn cái nào làm hình profile nữa. Mẹ giúp con chọn một tấm đi. Mẹ thấy tấm nào cũng đẹp hết. Chọn cái nào cũng được mà. Dù vậy thì cũng phải chọn tấm hình nào nhìn mặt con đẹp nhất. Tấm hình nào là đẹp nhất? Vậy sao? Xem nào. Cái này cũng đẹp. Còn cái này nữa. Mẹ à, mẹ sao vậy? Cái đó. Mẹ không sao chứ? Mẹ không sao. Mẫn Châu à, mẹ phải vào nhà vệ sinh một chút. Đứa trẻ đó chết rồi. Không có liên quan gì đến mình hết. Cũng đâu phải mình giết nó đâu. Không cần để ý. Đúng vậy. Không liên quan gì đến mình hết. Chính Nhậm mà. Đừng như vậy nữa, mau đến bệnh viện đi. Cả người cậu đều ướt đẫm hết rồi kìa. Trời ơi, cậu cố chấp quá. Vậy thì để mình đi mua thuốc về cho cậu nha. Nằm xuống nghỉ một lát đi. Hả? Trời ơi, tôi không sống nổi mất. Nhìn thấy hình của con bé đó sao? Làm con sợ hết hồn. Hôm nay là tang lễ của con bé đó, nên con mới nhìn thấy mấy cái đó thôi. Ngài làm tang lễ là hôm nay sao? Thì trưởng phòng trương phải đến tang lễ của cháu gái, nên hôm nay xin nghỉ còn gì. Vậy nên cả ngày hôm nay mẹ cũng thấy rất bất an. Tâm trạng của mẹ cũng không được tốt. Không cần phải như vậy đâu. Cũng đâu phải vì chúng ta mà con bé đó chết. Mẹ cũng đừng để ý làm gì. Có ai muốn để ý gì đâu. Sau khi mẹ nghe nói cậu bé đó chết thì thường xuyên không ngủ ngon, cứ nằm mơ hoài. Vậy nên mới nói người thì không thể phạm tội được. Ai đã phạm tội chứ? Mẹ nói gì vậy? Nhưng mà nói thật thì chúng ta làm chuyện không tốt với mẹ con nó rồi còn gì. Mẹ à, những chuyện đó từ giờ đừng nói nữa. Đó là những chuyện đã qua. Chuyện đã kết thúc rồi mà. Nhưng mà con cũng để ý đến chuyện đó rồi còn gì. Đó đều là vì lương tâm con đang bị trừng phạt. Mẹ à? À, thôi biết rồi, biết rồi. Cái con nhỏ này, mẹ không nói nữa là được chứ gì. Rõ ràng là con nói trước mà còn nổi cáo với mẹ. Nếu ở trước mặt con mà mẹ còn nói mấy chuyện lương tâm bị trừng phạt kiểu đó nữa thì tốt nhất mẹ đừng có nói gì hết. Chúng ta đã làm gì sai chứ? Chúng ta không làm gì sai hết. Chính Nhậm. Chính Nhậm à. Chính Nhậm. Chính Nhậm. Chính Nhậm à, làm sao đây? Chính Nhậm. Cô Phụng Tiên, có chuyện gì vậy? Anh Jack à, sao anh lại ở đây? Chuyện này giờ không quan trọng đâu. Chính Nhậm à. Cô Chính Nhậm thì làm sao? Cô Chính Nhậm đã có chuyện gì hay sao hả? Không thấy Chính Nhậm đâu hết. Trong lúc tôi ra ngoài mua thuốc, không thấy cô Chính Nhậm đâu sao? Sức khỏe không tốt mà còn đi đâu nữa? Chúng ta cùng đi tìm đi. Tôi đi bên này, còn cô Phụng Tiên đi tìm bên kia thử xem. Chính Nhậm à? Cô Chính Nhậm. Chính Nhậm. Chính Nhậm à?
Trời ơi, đi đâu vậy không biết nữa. Chính Nhậm à, Chính Nhậm, Chính Nhậm à. Hiểu Nhẫn à, Hiểu Nhẫn, Hiểu Nhẫn, Hiểu Nhẫn à, cô là ai? Cô không tìm thấy sao? Anh cũng vậy sao? Dạ, tôi đã tìm một lần qua đây rồi nhưng không thấy. Cô biết nơi nào cô Chính Nhậm có thể đến không vậy? Cô nghĩ cô ấy có thể đi đâu? Như vậy thì cô ta sẽ chấp nhận em sao? Mà không, đương lúc đó tưởng là anh sẽ ngồi yên nhìn em sao? Anh có thể làm những chuyện gì? Em muốn xem thử sao? Cô Phụng Ti, tôi sẽ thử đến chỗ khác tìm xem. Nếu như cô Chính Nhậm gọi điện hoặc là về nhà, cô nhất định phải nói cho tôi biết đó. Dạ, tôi biết rồi. Là anh đúng không? Là anh đã giấu cô Hàng Chính Nhậm đi rồi sao? Cái gì? Cô Hàng Chính Nhậm đã biến mất rồi, cũng không nói gì hết. Anh đã nói với em đến như vậy rồi mà em vẫn đến chỗ người phụ nữ đó sao? Em hay thật đó. Trả lời câu hỏi của em trước đi. Việc cô Hàng Chính Nhậm mất tích có liên quan gì tới anh không hả? Nếu như có, anh... Em nghĩ anh bắt cóc cô Hàng Chính Nhậm hay sao hả? Em có thể nghĩ như vậy hay sao? Là anh khiến em phải nghĩ như vậy, khiến em không thể tin tưởng anh được. Bất luận anh có thể trả lời thế nào đi nữa cũng vô ích thôi. Bởi vì em không tin anh, cho dù anh nói không phải là anh thì em cũng sẽ không tin còn gì. Ý của anh là anh không liên quan tới chuyện này đúng không? Phải, không phải là anh. Vậy em biết rồi. Nếu như đúng là anh thì em sẽ làm sao đây? Em sẽ làm thế nào nếu như là anh? Em hy vọng không phải là như vậy. Nếu như anh đã làm những chuyện đó với Chính Nhậm, em cũng không biết mình sẽ trở nên thế nào đâu. Hiểu Nhượng, Hiểu Nhượng à, Chính Nhậm, Hiểu Nhượng, cô sao vậy? Tỉnh lại đi. Hiểu Nhượng đang ở đó mà, tôi phải đến chỗ của Hiểu Nhượng. Cô Chính Nhậm! Hiểu Nhượng à! Cô tỉnh lại đi! Hãy nhìn tôi đi nè! Cô thấy tôi không? Cô biết tôi là ai không vậy? Anh Chắc! Đúng vậy, là tôi đây! Vậy thì, cô hãy tỉnh táo lại, rồi nhìn qua bên kia đi! Cô có thấy Hiểu Nhượng không hả?
Hiểu Nhuận, con bỏ mẹ một mình mà đi đâu vậy? Con đưa mẹ đi cùng chứ. Sao cô có thể nói như vậy được chứ? Cô tưởng Hiểu Nhuận muốn mẹ nói như vậy sao? Tôi nhớ Hiểu Nhuận lắm. Tôi nhớ Hiểu Nhuận muốn chết rồi. Tôi muốn đến bên cạnh Hiểu Nhuận. Đó không phải là điều mà Hiểu Nhuận mong muốn đâu. Nếu Hiểu Nhuận ở trên trời mà nhìn thấy cô như vậy, tâm trạng con bé sẽ như thế nào chứ? Cô hãy mở rộng lòng một chút đi. Cô chính nhậm mà. Thật là... Chính Nhậm à? Cô ấy ngủ rồi. Chính Nhậm vẫn ổn chứ? Dạ. Hình như là nhớ đến Hiểu Nhuận nên mới chạy ra ngoài. Bây giờ trạng thái vẫn chưa được bình thường đâu. Cô hãy ở bên cạnh coi chừng cô ấy nha. Tuyệt đối đừng để cô ấy ở một mình. Dạ. Thật sự cảm ơn anh Jack. Cảm ơn gì chứ. Nếu như cô Chính Nhậm có chuyện gì thì lập tức gọi điện cho tôi nha. Tôi biết rồi. Chào cô. Dạ. Anh chắc lo lắng như vậy rồi còn chạy đi khắp nơi nữa. Nếu nói là thích Chính Nhậm là nói thật lòng sao? Mình thật sự không hiểu nữa. Thằng nhóc này thật là... Chú Út vẫn chưa về nhà sao? Nhất định là anh đang rất đau lòng. Tới rồi hả? Đồ tôi kia cậu mua ở đâu rồi? Ở đây hết nè. Đem tới trước cửa là được chứ gì. Cậu muốn đi đưa sao? Không phải cậu không thích chỗ đó sao? Mặc dù là vậy, nếu nó cập tới đây rồi thì để tôi đem qua.
Thôi khỏi đi, đã nói là tôi đi đưa rồi mà. Lúc kêu cậu đi thì cậu không đi, lúc tôi muốn mang đi thì cậu lại đòi đi là sao hả? À cũng đúng, tại sao mình phải kiểm tra chứ? Cái này lát nữa cô lấy cho hàng chính nhậm ăn đi nha. Không cần anh phải bận tâm như vậy đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh. Anh Trác, cô chính nhậm vẫn còn đang ngủ hay sao? Hình như là không muốn tỉnh dậy. Lúc ngủ hình như cũng luôn mơ thấy Hiểu Nhuận, cứ khóc hoài thôi. Nhưng mà dù sao cũng có thể nhìn thấy Hiểu Nhuận trong giấc mơ. Anh đã hứa trước mặt em là sẽ cứu cô hàng chính nhậm rồi mà. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy? Hiền Vũ, tại sao lại như vậy hả? Tại sao anh có thể làm vậy hả? Em có thể nghĩ như vậy sao? Là anh khiến em phải nghĩ như vậy, khiến em không thể tin tưởng anh được nữa. Hiểu Nhuận à, Hiểu Nhuận. Mẹ ơi, Hiểu Nhuận à. Hiểu Nhuận à. Mẹ, anh làm gì vậy? Thả Hiểu Nhuận ra đi. Không thể đưa Hiểu Nhuận cho cô được. Hiểu Nhuận, đi với ba. Không được, Hiểu Nhuận à. Đâu Quậy Bân, cô muốn đi đâu? Tránh ra, tôi phải dẫn Hiểu Nhuận của tôi đi. Cô nói cái gì chứ? Con gái của cô đã chết rồi. Sao chứ? Hiểu Nhuận à. Hiểu Nhuận à. Tôi tới lấy đồ của Hiểu Nhuận. Đồ của Hiểu Nhuận đâu rồi? Em à, cái đó... Đi đâu rồi? Anh đã dọn hết rồi. Dọn hết? Anh đã dứt đồ của Hiểu Nhuận rồi sao? Chính nhầm à. Anh dứt đi hả? Ai cho anh dứt đi đồ của Hiểu Nhuận chứ? Ai cho anh dứt đi hả? Anh muốn dọn dẹp nhanh như vậy hay sao hả? Nhanh như vậy mà đã dọn hết rồi sao? Hả? Nói vậy mà nghe được sao? Anh có thể thu dọn đồ của Hiểu Nhuận với tâm trạng đó được hả? Nếu không thì anh muốn làm như thế nào đây? Hả? Anh là người không có tư cách đụng vào đồ của Hiểu Nhuận của tôi. Đừng nói nữa. Không phải chỉ có em mới con gái đâu. Anh này cũng đang đau khổ giống như em vậy đó. Anh cũng đau khổ sao? Anh sao? Hiểu Nhuận thành ra như vậy đều là tại anh hết. Con trai à. Anh à. Trời ơi. Mẹ à, vẽ qua lên đây cho con đi. Con thật sự thích cái này sao? Ừ.
Sao vậy? Không được hả? À không phải, tuy là không phải không được. Nhưng mẹ không thể mua cho con cái mới, còn nhặt đồ của người khác bỏ đi cho con nữa, trong lòng mẹ thấy không thoải mái. Nếu mẹ vẽ tranh lên thì sẽ là cái tủ duy nhất trên thế giới này. Con rất vui. Cẩn thận gì chứ? Hôm qua mẹ nằm mơ thấy chuyện không tốt đó con. Mẹ đã nằm mơ thấy cái gì? Cái đó thì Hàng Chính Nhậm đột nhiên xuất hiện rồi nói là muốn giết chết con nữa. Mẹ à, con đã kêu mẹ đừng nhắc đến cô ta rồi mà. Mẹ chỉ thấy lo lắng cho con. Bỏ đi, là ác mộng thôi mà, cướp máy đi. Đã nói rồi mà mẹ. Anh Vũ Anh, bây giờ anh đang ở đâu? Có chuyện gì mà lại tới đây vào giờ này? Cô Huệ Vân, anh đã uống rượu sao? Phải, tôi đã uống một chút rượu. Đi thôi, tôi tiễn anh. Huệ Vân à. Chuyện gì? Nhưng cô lại nghi ngờ ba Hiếu Nhuận là tôi. Lần này lại là đâu Huệ Vân? Cô có ý thức bị hại đối với đồ của bên đến đâu nữa? Đây là gì chứ? Cô hãy nghĩ đến bạn bè và con gái của cô ở bên ngoài đi.